bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe. Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó thì có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Quý vị và các bạn nghĩ sao về con số này ạ? Rất là đau lòng phải không ạ? Và càng buồn hơn khi chúng ta biết được rằng con số này có thể không lớn đến như thế nếu như mọi người biết đến và có ý thức tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh, đặc biệt là với những người ở độ tuổi kết hôn. Vì thế trong chương trình ngày hôm nay ạ, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những cái tiến bộ trong dự phòng và tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh cho cộng đồng. Và xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình là tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Dạ vâng, xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cùng với những cái thông tin kiến thức mà tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà cung cấp cho chúng ta trong chương trình hôm nay, thì nếu quý vị và các bạn có những câu hỏi liên quan đến nội dung về bệnh tan máu bẩm sinh thì xin mời đặt câu hỏi ạ. Số điện thoại của chương trình là 0243 826 5656 và 0243 826 5566. Hoặc quý vị có thể gửi trực tiếp câu hỏi qua fanpage của chương trình VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, trước tiên thì chúng ta cùng nghe những con số thống kê về tỷ lệ mang gen bệnh thalassemia ở nước ta. Hiện nay ở nước ta có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Một người bệnh mức độ nặng cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Mỗi năm cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, việc điều trị thalassemia như chúng ta vừa nghe, đó là một gánh nặng kinh tế vô cùng lớn. Vậy thì còn về mặt sức khỏe, bệnh ảnh hưởng như thế nào ạ? Dạ vâng, bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là bệnh thalassemia, đó là cái bệnh do tổn thương cái hồng cầu của tế bào máu. Và hồng cầu là cái tế bào làm chức năng làm vận chuyển oxy đi khắp tất cả các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Với bệnh tan máu bẩm sinh hay gọi là bệnh thalassemia là cái chất lượng hồng cầu không được tốt, hồng cầu sẽ bị phá hủy sớm hơn so với đời sống sinh lý bình thường là 120 ngày. Và khi đời sống hồng cầu bị phá hủy nhiều như vậy và cơ thể không thể sản xuất đủ với hồng cầu chất lượng thì cơ thể sẽ bị thiếu máu. Và với cái bệnh này là do gen di truyền. Vành ra với những người bị bệnh tan máu bẩm sinh, đó là cái bệnh di truyền và gây ra cái biểu hiện lâm sàng chính đó là thiếu máu. Và tình trạng đấy là thiếu máu mạn tính. Và nếu như mà vì máu là đi nuôi dưỡng tất cả các bộ phận trong cơ thể, nên nếu bệnh nhân bị thiếu máu nặng và không được điều trị đầy đủ thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận trong cơ thể và chất lượng cuộc sống rất kém. Đặc biệt là ví dụ như với bệnh nhân thể nặng mà không được truyền máu đầy đủ thì cái tuổi thọ bệnh nhân thường là dưới 10 tuổi. Thế nhưng bên cạnh cái việc truyền máu có cái ưu điểm để cho bệnh nhân khỏe thì truyền máu lại làm tăng nguy cơ bệnh nhân sẽ bị thừa sắt. Vì trong hồng cầu có chứa sắt, khi bệnh nhân được truyền từ 10 đơn vị máu trở lên thì sẽ có nguy cơ thừa sắt. Thế nếu như bệnh nhân thể nặng mà được truyền máu tốt nhưng lại không được thải sắt tốt thì cái tuổi thọ bệnh nhân cũng thường là dưới 20 tuổi. Vâng. Và với đây là một cái bệnh mạn tính, thành ra để điều trị thì bệnh nhân phải gắn bó với bệnh viện suốt cả cuộc đời, tức là truyền máu định kỳ. Với những bệnh nhân mức độ nặng có thể 2 đến 4 tuần là phải đi truyền máu một lần rồi. Vâng, còn với mức độ trung bình thì có thể là 1 đến 2 tháng là phải đi viện truyền máu. Vâng. Hiện nay thì ở viện có cái khảo sát là cái tỷ lệ mang gen bệnh tập trung ở những cái khu vực nào không ạ? Vâng, vì bệnh nó là do di truyền, thành ra với những cái vùng mà dân tộc có cái nhiều đột biến gen, nhiều cái đột biến gen bệnh thalassemia, cái tỷ lệ mang gen cao ấy thì có nguy cơ các người cùng mang gen kết hôn với nhau thì sẽ nguy cơ sinh con bị bệnh cao. Thì theo khảo sát năm 2017 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, chúng tôi khảo sát trên tất cả 53 dân tộc trên toàn quốc thì thấy cái tỷ lệ mang gen thalassemia thì có ở tất cả các dân tộc. Tuy nhiên nó có sự khác nhau về tỷ lệ mang gen cũng như là cái kiểu đột biến gen khác nhau ở tùy từng dân tộc và tùy vùng miền. Thì với các cái dân tộc miền núi phía Bắc
ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mang gen có thể từ 25, ví dụ như dân tộc Tày, Nùng, Dao, có thể đến 38% ở dân tộc Mường và 40% ở dân tộc Thái. Thì những và như cái đặc điểm là các cái dân tộc này tỷ lệ mang gen thì mức độ là trung bình, nhưng cái đột biến lại rất là nặng. Và với những sự kết hợp các đột biến ở các dân tộc này thì sẽ gây ra cái những đứa trẻ nếu mà bị hai đột biến nặng thì sẽ gây ra biểu hiện mức độ là nặng. Còn với một số các cái dân tộc ví dụ như là ở Tây Nguyên hoặc là Trung Nam Bộ thì cái tỷ lệ mang gen còn cao hơn rất nhiều, có thể đến 70-80% người dân mang gen, nhưng tuy nhiên các đột biến ở đấy thì là đột biến nhẹ. Thành ra nếu một người mà mang hai cái đột biến nhẹ đấy thì thường cũng không có biểu hiện lâm sàng và cũng không cần phải điều trị gì. Chính vì thế là cái nguy cơ sinh con bị bệnh nó phụ thuộc vào tỷ lệ mang đột biến cũng như là kiểu đột biến gen nữa. Như tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà phân tích thì không chỉ gây cái gánh nặng về kinh tế mà bệnh thalassemia còn có những ảnh hưởng rất nghiêm trọng về sức khỏe. Với những bệnh thể nặng thì có thể người bệnh phải sống phụ thuộc vào việc truyền máu suốt đời. Vậy thì cũng như và với cái tỷ lệ mang gen như bác sĩ vừa cung cấp thì các kỹ thuật sàng lọc tầm soát của chúng ta có thể giúp được gì cho những cái trường hợp như thế ạ? Để hạn chế cái tình trạng. Vì bệnh thalassemia nó là bệnh di truyền thì từ về xa xưa thì chúng ta cũng không xác định được đột biến. Khi mà không xác định được đột biến gen thì thường chúng ta cũng không tư vấn để can thiệp được phòng bệnh di truyền. Nhưng những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2010 trở lại đây, khoa học ngày càng phát triển, Việt Nam mình rất nhiều các bệnh viện đã có thể xác định được đột biến gen. Và việc xác định được đột biến gen thì rất hỗ trợ rất nhiều, vì chúng ta đã biết cơ chế gây bệnh rồi. Khi mà chúng ta lại xác định được đột biến nữa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh được bệnh này. Và chúng ta cũng biết bệnh di truyền thì chúng ta không chữa được vì nó là do gen. Thế thì hầu như là những bệnh thì không thể chữa khỏi. Tuy nhiên phòng bệnh thì chúng ta lại biết được nếu như chúng ta đã xác định đột biến. Thì vì khi xác định đột biến thì cái việc tư vấn nó rất là dễ. Và bệnh này là bệnh di truyền lặn. Lặn có nghĩa là gì? Nếu như một người mà có một gen khỏe và một gen, tức là một gen khỏe là gen bình thường cộng với một gen bệnh, thì cái những người đó biểu hiện như là một người khỏe mạnh. Có nghĩa gen bệnh được gọi là gen lặn. Gen lặn thì nó không biểu hiện bệnh ra ngoài. Vậy thì nếu như chúng ta xác định được đột biến gen, tức là cái gen bệnh của người kia rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nếu như hai người cùng mang gen, tức là đều có một gen bệnh và một gen khỏe mạnh. Nếu mà họ kết hôn với nhau và sinh con một cách ngẫu nhiên thì xác suất sinh con sẽ là 25% là người con nhận gen khỏe của bố và gen khỏe của mẹ, người con sẽ là người bình thường. 25% người con nhận một gen bệnh của bố và một gen khỏe của mẹ, người con là người mang gen. 25% người con nhận gen bệnh của mẹ và gen khỏe của bố cũng là người mang gen. Và 25% người con có thể nhận gen bệnh của bố và gen bệnh của mẹ thì đó là người con sẽ là người bị bệnh. Như vậy mỗi một lần sinh con đối với một cặp đôi cùng mang gen bệnh thì xác suất sinh con bị bệnh là 25%. Xác suất sinh con mang gen giống bố mẹ là 50% và xác suất con hoàn toàn khỏe mạnh không có gen bệnh là 25%. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, lúc này thì tổ thư ký thông báo có thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Alo ạ. Dạ alo ạ. Vâng. Xin mời bạn đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Dạ vâng, cháu chào tiến sĩ ạ. Cháu có một câu hỏi là hiện tại cháu đang có bầu 28 tuần và cháu là người mẹ mang gen. Hôm qua thì cháu có đi xét nghiệm thì hiện tại là HB của cháu có 92. Còn 92 thì cái mà cháu ấy đang có theo dõi tiểu đường thai kỳ thì 92, HB 92 như thế thì có phải truyền máu không ạ? Và cái tiểu đường thai kỳ thì nó có liên quan gì đến cái mang gen này không ạ? Đấy là câu hỏi của cháu ạ. Cháu cảm ơn tiến sĩ ạ. Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Vâng, chào bạn. Tức là bạn đã là một người tìm hiểu về bệnh thalassemia rồi, đúng không? Và bạn là người mang gen. Thì hy vọng là chồng bạn không phải là người mang gen bệnh thalassemia chứ? Dạ, chồng cháu thì khỏe mạnh ạ. Thế thì rất may, rất may rồi. Tức là bạn có mang gen thì chồng bạn không mang gen thì con bạn cũng sẽ không bị bệnh. Tức là có chỉ 50% khả năng con mình mang gen thôi, đúng không? Và chúng ta không con không bị bệnh thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Tuy nhiên là với những người mang gen thì bản thân mình có thể có thiếu máu hơn so với người khác, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn là người khỏe mạnh. Khi mà mang thai, tức là nhu cầu máu của cơ thể chúng ta cần cao hơn so với người bình thường, thì cái mức độ huyết sắc tố của người có thai mang gen thalassemia có thể sẽ thấp hơn so với các thai phụ khác. Và của bạn là huyết sắc tố là 92 gram. Thế thì về bạn là người đã mang gen thì cái tình trạng này nó
có thể là bình thường bạn là hơn 100 gram, nhưng khi có thai nó xuống 92 gram. Thế còn về chỉ định điều trị truyền máu, khi trong đối với phụ nữ mang thai mà bị mang gen thalassemi thì như thế này. Nếu như mà chúng ta vẫn phải theo dõi cho hai cơ thể, một là người mẹ và hai là thai nhi. Nếu như mà bạn hoàn toàn thấy khỏe mạnh bình thường và thai nhi vẫn phát triển bình thường thì với huyết sắc tố trên 80 gram là không có định chỉ định truyền máu. Tức là bạn hoàn toàn vẫn có thể sinh hoạt bình thường và thai nhi vẫn phát triển tốt. Thế còn trong trường hợp mà bạn thấy mệt quá hoặc là bạn siêu âm mà thấy thai nhi chậm phát triển hơn so với tuổi thai thì lúc đó có thể cần phải truyền máu tăng cường thêm để nuôi dưỡng cho thai. Vâng, còn và cái tình trạng thiếu máu do người hoặc là người mang gen thalassemi thì cũng không liên quan gì đến tiểu đường thai kỳ. Nên là bạn vẫn cần khám bác sĩ sản khoa để đánh giá tình trạng tiểu đường thai kỳ nhé. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, cảm ơn thính giả gọi điện đến nha chương trình. Thưa bác sĩ, như bác sĩ đã đề cập, thalassemi là bệnh di truyền lặng trên nhiễm sắc thể. Do vậy cái tỷ lệ nam và nữ thì bị bệnh như nhau. Và khi mà cả hai vợ chồng cùng mang gen bệnh thì có khoảng 20 xác suất sinh con mang bệnh là khoảng 25%. Vậy thì với những cặp đôi mà đã mang bệnh và cùng kết hôn thì xin bác sĩ cho biết là cái sự cần thiết phải chẩn đoán trước sinh đối với những cái trường hợp này ạ. Vâng, thực ra thì với cái nước chúng ta là nước có cái tỷ lệ mang gen bệnh thalassemi rất là cao, nên là cái xác suất các bạn trẻ cùng cặp đôi đấy mà cùng mang gen gặp nhau là khá lớn. Đặc biệt là như tôi đã trình bày ở trên, đối với các dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc Tày, Nùng, Dao, vân vân, thì những cái nguy cơ và với cái đột biến của các đột biến nặng như vậy thì khi mà hai nguy cơ mà một người con mang hai cái đột biến nặng thì đứa con sẽ ở mức độ nặng. Thì khi mà đối với cặp đôi mang gen, chúng tôi phải nhấn mạnh lại là mang gen nhưng là lại đột biến gì. Khi mà xác định một bạn đều các bạn đều có mang gen thì cần xác định đột biến gen của hai bạn là gì. Hai đột biến đấy nó kết hợp trên một người thì có gây bệnh mức độ nặng hay không? Vâng. Vì chúng ta chỉ can thiệp phòng bệnh là gì? Phòng bệnh thalassemi là phòng không sinh ra những đứa trẻ bị bệnh. Với những nước mà nhiều tỷ lệ mang gen cao như vậy mà thì chúng ta không dám chưa hiện nay thì chúng ta chưa dám đặt mục tiêu là phòng không sinh ra người mang gen. Hoặc là phòng không sinh ra người thể nhẹ thì nói thực sự là chúng ta chưa thể làm được ở mức độ đó. Và bây giờ chúng ta chủ yếu là phòng để không sinh ra những đứa trẻ bị bệnh nặng thôi. Vậy thì với những cặp đôi các bạn cùng mang gen và cái nguy cơ sinh con bị bệnh mức độ nặng thì các bạn cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn thật kỹ để mình có cái biện pháp để chủ động có thai, để mình có thể tránh sinh con bị bệnh. Thì cái biện pháp bây giờ thì rất may mắn là khoa học chúng ta phát triển rất là tốt, đặc biệt là ngành phôi và bên sản khoa là ngành phát triển rất là tốt, hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bạn lựa chọn những các cái phôi khỏe mạnh, không mang gen bệnh để mình có thể chủ động mang thai, là đã chọn được những cái phôi không bị bệnh thalassemi rồi. Chúng tôi cũng được biết là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thực hiện cái việc khám sàng lọc trước sinh cho những cái cặp vợ chồng từ năm 2013. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về kết quả sau một cái thời gian mà chúng ta thực hiện? Dạ vâng, về phòng bệnh thalassemi như tôi nói trình bày ở trên, tốt nhất là chúng ta hãy chủ động từ trước khi có thai. Thế nhưng trong những trường hợp mà chúng ta không chủ động được, tức là đã nhỡ là có thai mất rồi, thì chúng ta vẫn còn một biện pháp nữa để phòng là để tránh không sinh ra những đứa trẻ bị bệnh. Vậy thì với những người mà hai vợ chồng cùng mang gen mà nguy cơ sinh con bị bệnh thì chúng ta phải, mà đã có thai rồi thì chúng ta phải chẩn đoán thai nhi. Và việc chẩn đoán thai nhi, chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemi thì hiện nay đã được Bộ Y tế quy định rồi và hướng dẫn rất là rõ trong cái quyết định 1807 ban hành từ năm 2020. Và tất cả các cơ sở sản khoa thì đều phải tư vấn sàng lọc thalassemi cho tất cả các thai phụ. Và nếu như thai phụ mang gen thì phải sàng lọc cho chồng. Nếu như hai vợ chồng cùng mang gen nguy cơ sinh con bị bệnh thì phải tư vấn chẩn đoán trước sinh. Và việc chẩn đoán trước sinh thì thực hiện khi thai được 16 tuần. Vâng, từ lúc đó chúng ta phải lấy được cái tế bào của thai bằng phương pháp là chọc dịch ối để lấy tế bào của thai, sau đó chẩn đoán cái gen của thai nhi đó. Nếu như mà thai nhi đó mang hai gen bệnh, tức là cái xác suất là 25% của mỗi lần ta có thai đủ cả cặp vợ chồng đó đấy. Thế nếu như mà thai nhi bị bệnh thì phải tư vấn rõ cho cặp vợ chồng là tình trạng thai nhi sau này sẽ là như thế nào. Nếu nguy cơ nếu với kết hợp hai đột biến đấy mà gây phù thai thì phải đình chỉ thai càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu thai thì sẽ dễ thường phù thai ở 3 tháng cuối của thai kỳ.
vì khi phù thai có thể còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Thế ra nếu như thai nhi mà có hai đột biến gây phù thai thì phải đình chỉ thai càng sớm càng tốt. Thế còn nếu như thai nhi bị các thể bệnh nặng khác thì là thai hoàn toàn có thể phát triển bình thường, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiên lượng được là sau này trẻ sẽ bị bệnh như thế nào, mức độ nặng nhẹ như thế nào. Thì nếu như là mức độ nặng thì phải tư vấn để bố mẹ hiểu là con ra đời mà bị bệnh nặng đấy thì chúng ta có sinh con nữa hay không, đối diện với những nhánh nặng như thế nào. Và rất nhiều gia đình đã từng như tại viện chúng tôi, thì từ năm 2013 đến nay chúng tôi chẩn đoán chủ yếu là những gia đình đã có con bị bệnh rồi. Mà khi mà chẩn đoán những thai nhi lần sau mà lại có cái kiểu đột biến, kiểu bệnh giống như cái những bé đường trước thì các gia đình thường là đình chỉ thai. Như bác sĩ có phân tích, cái việc sàng lọc bệnh thalassemia đối với những cái thai phụ thì sẽ thực hiện ở tuần thứ 16 của thai kỳ. Tuy nhiên thì một số cái trường hợp lại lo lắng trước cái biện pháp có tính xâm lấn như là chọc hút nước ối và sinh tiết gai rau, thì nhân đây bác sĩ có thể giải đáp những cái băn khoăn lo lắng này. Thực ra thì việc chẩn đoán trước sinh thì chỉ có phương pháp duy nhất là chúng ta phải chọc dịch ối thôi. Và có thể là sinh tiết gai rau, nhưng thực tế thì tức là các cơ sở sản khoa thì hiện nay toàn thường là sẽ chọn phương pháp là chọc hút dịch ối. Thì đây cũng là một phương pháp xâm lấn, nhưng tuy nhiên nếu thực hiện đúng quy trình tại những cơ sở được phép và thực hiện đúng quy trình thì cái nguy cơ tai biến cũng rất là thấp. Và thực tế thì chúng tôi cùng phối hợp những bệnh nhân, những thai phụ như vậy, chúng tôi thường gửi sang các cơ sở sản khoa để chọc ối thì cũng chưa có xảy ra một cái tình huống nào tai biến nào cả. Chúng tôi xin được dành thời gian để tư vấn cho một thính giả nữa gọi điện đến chương trình. Alo ạ. Em muốn hỏi bác sĩ là hai bạn trẻ muốn sau mới xử lý kết hôn ạ, thì bây giờ muốn đi làm cái bệnh tan máu bẩm sinh thì làm cái sàng lọc gì và làm những xét nghiệm gì ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Cảm ơn bạn. Đây là một câu hỏi rất là rất thiết thực đấy ạ. Và cái này, đây là cái mà chúng tôi rất mong muốn. Tất cả các bạn trẻ nên được sàng lọc thalassemia trước khi kết hôn. Vì cái xét nghiệm sàng lọc thì như từ cái ban đầu chúng tôi đã nói đấy, bệnh này là bệnh tổn thương tế bào hồng cầu. Và nếu như một người bị bệnh thì tổn thương nó nặng hơn, và một người mang gen thì cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến cái tế bào hồng cầu ở các mức độ khác nhau. Và để chính vì vậy mà cái xét nghiệm sàng lọc đầu tiên đó là chính là xét nghiệm cái tế bào hồng cầu. Cái tên xét nghiệm nó sẽ là tổng phân tích tế bào máu. Đây là một cái xét nghiệm rất là thường quy và rất là cơ bản. Thì nếu như với những người mang gen thalassemia thì người ta sẽ có cái hồng cầu nó nhỏ hơn so với người bình thường. Thì cái mức độ nhỏ hơn nhiều hay không thì nó sẽ khác nhau, thì từng người nó còn liên quan đến đột biến nữa. Nhưng tuy nhiên cái gợi ý đầu tiên đó là chỉ số hồng cầu nhỏ. Và chỉ số hồng cầu ở đây thì nếu như các bạn đọc cái tế bào máu ấy, thì người ta sẽ có cái tên khoa học có thể là MCV hoặc là MCH, hoặc cái tên Việt Nam có thể có những phòng xét nghiệm thì sẽ ghi là thể tích trung bình hồng cầu hoặc là lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu, nó là thấp hơn giới hạn bình thường. Thì đấy là một cái gợi ý đầu tiên để nghĩ đến có thể là mang gen bệnh thalassemia. Đấy, còn để làm sâu hơn nữa, sau khi mà đã nghĩ đến hồng cầu nhỏ có thể là do thalassemia, cũng có thể là do thiếu sắt, thì chúng ta sẽ cần làm thêm các xét nghiệm bước tiếp theo, đó là làm điện di huyết sắc tố để xác định cái thành phần huyết sắc tố trong cái hồng cầu đó. Và sâu hơn nữa sau đó thì bác sĩ sẽ căn cứ trên các cái xét nghiệm cơ bản đấy thì sẽ chỉ định xét nghiệm đột biến gen để chúng ta biết chính xác cái đột biến của cái gen gây ra cái bệnh thalassemia này có hay không, và đột biến nó là mức độ đột biến kiểu nặng hay kiểu nhẹ. Dạ, vâng ạ. Là mình đã có đầy đủ thông tin từ bác sĩ rồi đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay là những cái xét nghiệm này đều thể thực hiện tại các cái cơ sở y tế đúng không ạ? Dạ vâng, cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ấy, có thể một số nơi còn gọi là công thức máu, đúng rồi, ngày xưa gọi là vậy, thì có thể thực hiện ở rất nhiều các phòng khám đa khoa hoặc là các trung tâm y tế tuyến huyện đều có thể thực hiện được. Còn cái điện di huyết sắc tố thì như thế nào? Điện di huyết sắc tố thì rất nhiều bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã thực hiện được rồi. Thưa bác sĩ, trong cái tình huống mà em bé trong bụng mẹ mang gen bệnh thì các biện pháp có thể can thiệp lúc này là gì ạ? Như tôi đã nói trên, nếu như bố mẹ cùng mang gen thì con có thể mang gen, có thể bị bệnh và có thể không bị bệnh. Khi mà chúng ta phải, với những cặp đôi nguy cơ thì chúng ta phải chẩn đoán rồi. Thì với như thai nhi mà chẳng may mà bị bệnh thì chúng ta phải xác định, mà cái chuyện đối với thai nhi mà nguy cơ bị phù thai thì nó thực sự không có cách nào khác cả. Và chúng ta nên đình chỉ thai càng sớm càng tốt để tránh cái trường hợp khi mà thai phù thì gây nhiễm độc thai nghén và ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Còn với thai nhi mà không bị phù thai, tức là các cái thể khác, đặc biệt là với thể nặng, thì gia đình phải được hiểu rất rõ về cái mức độ biểu hiện bệnh của con mình sau này như thế nào. Nếu đứa trẻ bị bệnh, nó ra đời
thì với thể nặng có thể 3 tháng tuổi là trẻ đã phải thiếu máu rồi, và sẽ phải từ đó cuộc đời sẽ là gắn với bệnh viện định kỳ 2 tuần đến 1 tháng là phải đi viện điều trị truyền máu suốt cả cuộc đời. Thế nếu như gia đình xác định được có thể chăm sóc được con hay không, và con sẽ bị ảnh hưởng như vậy, có sinh con hay không, vâng, thì hiện nay vẫn đang là do quyết định của bố mẹ, lựa chọn cá nhân, dạ, vâng, lựa chọn cá nhân của gia đình thôi. Vậy thì trong cái quá trình mà mình thực hiện cái công tác sàng lọc cũng như tư vấn thì có gặp cái vấn đề gì khó khăn không ạ? Và cái việc hợp tác của những cái trường hợp như thế thì như thế nào? Thực ra thì vì bây giờ cái cơ sở khoa học để chứng minh nó rất là rõ ràng rồi, nó không, mọi thứ đều rõ ràng, thế thành ra là cái chẩn đoán cũng rất thuận lợi. Các cơ sở sản khoa đều làm rất là thường xuyên, và kỹ thuật xét nghiệm gen cũng rất là chính xác và là nhanh chóng và chính xác, thành ra việc chẩn đoán thì rất là tốt. Nhưng còn việc thái độ đối với các gia đình thì nói thực sự là vì chúng tôi là nơi điều trị bệnh nhân Thalassemia, và những gia đình bị bệnh thì thường khi họ đã thấu hiểu được cái nỗi vất vả khi mà đứa con bị bệnh. Thứ hai nữa là để thấy hiểu được cái những cái đứa con bị bệnh nó bị thiệt thòi như thế nào so với những người, những chúng bạn khỏe mạnh. Thành ra là những gia đình mà đã có con bị bệnh rồi thì khi lần sau có thai mà biết thai nhi bị bệnh thì thường là họ không dám sinh con nữa, vâng, mà thường phải đình chỉ thai để tìm một cái cơ hội lần sau khác nữa. Vâng. Vâng. Như bác sĩ có đề cập từ đầu chương trình, hiện nay cái tỷ lệ mang gen thalassemia của chúng ta tập trung khá nhiều ở miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên. Vậy thì hiện nay cái công tác sàng lọc dự phòng ở những cái khu vực đấy được theo bác sĩ đánh giá như thế nào? Dạ vâng, trong những năm gần đây thì thực sự vấn đề thalassemia đã rất được nhiều các cái cơ quan ban ngành cũng như là nhiều địa phương quan tâm đến vấn đề thalassemia. Rất nhiều tỉnh đã tự khảo sát cái tỷ lệ mang gen thalassemia của địa phương mình, và để từ đó đưa ra những cái chiến lược về phát triển dân số cho cái địa phương đó, ví dụ như là Lào Cai, rồi là Tuyên Quang, Thái Nguyên, vân vân. Rất là nhiều tỉnh đã làm, bắt đầu đã, thực sự đã đưa vào chương trình. Và chúng tôi được biết là các cái ủy ban nhân dân các tỉnh đã đưa ra các cái chỉ tiêu về chất lượng dân số, và trong đấy ghi khá cụ thể là đến năm 30, đến năm hai, từng bước một đấy, đến năm 25 thì tùy từng tỉnh, có tỉnh đưa ra 45% đến 50% là các cặp đôi được sàng lọc thalassemia trước kết hôn, và tiến tới đi cũng đến 50% các thai phụ được sàng lọc bệnh thalassemia trước khi sinh con, và để tiến tới đến năm 30 sẽ đạt được là 90% thanh niên được sàng lọc bệnh thalassemia trước kết hôn, và 70% thai phụ được sàng lọc bệnh thalassemia trước khi sinh con. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào với những thai phụ và đặc biệt là những cái trường hợp những cái bạn trẻ chuẩn bị kết hôn ạ, thì làm thế nào để có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh ạ? Dạ vâng, tôi cũng vẫn nhấn mạnh lại một điều là nước ta là nước có tỷ lệ dịch tễ gen bệnh thalassemia rất là cao. Chính vì vậy với các bạn trẻ nên được sàng lọc thalassemia trước khi kết hôn, vì chúng ta cũng biết rằng nếu như giống như một bạn thính giả vừa gọi điện đến đấy, nếu như chúng ta xác định là chúng ta là người mang gen thì nếu mà chúng ta kết hôn được với một người không mang gen thì yên tâm là con chúng ta không bị bệnh. Còn nếu như cả hai cùng mang gen mà chúng ta vẫn kết hôn với nhau, vẫn yêu nhau, vẫn kết hôn với nhau thì chúng ta cần được làm xét nghiệm chuyên sâu hơn nữa để xem là đột biến gen của hai bạn có nguy cơ sinh con bị bệnh hay không. Nếu đột biến gen của hai bạn có nguy cơ sinh con bị bệnh thì các bạn lại cần phải có một tư vấn nữa, đó là tư vấn của bên sản khoa, là phương pháp chọn phôi trước khi mình sinh con. Thì đấy là một cái phương pháp vẫn đảm bảo các bạn người mang gen vẫn có một hạnh phúc bình thường và không ảnh hưởng đến cái thời sau của mình. Vâng. Cái chi phí tầm soát dự phòng thì nó thấp hơn nhiều so với việc chúng ta phải tiến hành điều trị, đúng dạ, không ạ? Vâng. Thực ra để xét nghiệm sàng lọc bước đầu thôi có nguy cơ mang gen hay bệnh hay không thì có thể chỉ là vài chục nghìn đến vài trăm nghìn thôi. Và cái việc sàng lọc thalassemia này thì đã được Chi cục Dân số Hà Nội làm rất tốt trong hơn 6 năm qua. Là mỗi năm đã được làm sàng lọc miễn phí cho 5.000 học sinh ở các huyện ngoại thành Hà Nội đã được sàng lọc và được tư vấn, thì cái chi phí sàng lọc nó không quá cao. Vâng, nhưng mà chi phí một đợt điều trị, tôi cũng xin chia sẻ là chi phí một đợt điều trị trung bình sẽ khoảng từ, đối với trẻ em thì khoảng 5 triệu và người lớn khoảng 10 triệu. Vâng. Đấy là một đợt đấy ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Thưa quý vị, một người mang bệnh tan máu bẩm sinh mức độ nặng thì cần phải khoảng 3 tỷ đồng để điều trị, và đến năm 21 tuổi thì cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Trong khi cái chi phí đầu tư cho phòng bệnh như bác sĩ vừa đề cập thì thấp hơn nhiều so với những cái chi phí điều trị. Và chỉ bằng những cái kiểm tra, những xét nghiệm cơ bản thì các bạn đã chắc chắn là con của mình khỏe mạnh như thế nào ngay từ trong bụng mẹ.
Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.